Quý vị và các bạn thân mến, đối với tỉnh Bình Dương, hiện nay nguồn tài nguyên nước đang bị đe dọa do tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tăng cao, dân số tăng nhanh, tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nhu cầu sử dụng nước ngày càng lớn cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, từ đó nguồn nước sinh hoạt ngày càng khan hiếm. Con người phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước trong tương lai không xa nếu không có biện pháp hữu hiệu để giải quyết. Ngày 12 tháng 4 năm 2018, tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch số 1477, triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia, thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Tại mục tiêu số 6 của kế hoạch là đảm bảo đầy đủ nguồn nước an toàn, quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người. Mục tiêu này cũng bám sát mục tiêu số 6 của chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc. Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như hoàn thiện thể chế chính sách về cấp nước nông thôn, đảm bảo cho tất cả mọi người dân được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và nước sinh hoạt, nghiên cứu chuyển giao công nghệ xử lý nước sạch cho người nghèo, người dân tại các vùng đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, quản lý, phát triển nguồn cấp nước và cung ứng dịch vụ nước sạch nông thôn. Đồng thời, kế hoạch cũng đặt ra các nhiệm vụ cải thiện chất lượng nước, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, chấm dứt sử dụng các hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và sẽ kiểm soát 100% các nguồn nước thải nguy hại được xử lý an toàn trước khi thải ra môi trường. Song song đó, thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức những hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước Thế giới trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước. Đồng thời, công tác quản lý tài nguyên nước cũng đã không ngừng được tăng cường, hoàn thiện theo thời gian nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ nguồn nước để phát triển bền vững. Xác định được cái vai trò tầm quan trọng của nước sạch cho nên là trong những năm vừa qua thì tỉnh Bình Dương rất là quan tâm tới vấn đề này. Ngoài cái việc là xây dựng những cái quy hoạch cũng như là những cái vùng mà hạn chế khai thác nước dưới đất thì Bình Dương cũng đã rất là quan tâm tới cái công việc là nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc là bảo vệ tài nguyên nước. Bên cạnh đó thì hiện nay Bình Dương cũng đã lắp đặt 55 cái trạm quan trắc động thái nước dưới đất, thì cái việc này là cũng thường xuyên kiểm soát được là cái nguồn nước dưới đất, xem cái trữ lượng nó có bị sụt giảm hay không, cũng như là kiểm soát được cái việc ô nhiễm mà kịp thời báo động để chúng ta có cái khai thác và sử dụng hợp lý. Ngoài ra thì Bình Dương cũng đã tổ chức là cắm mốc cái hành lang bảo vệ nguồn nước đối với những cái công trình mà chúng ta cần phải có cái phạm vi bảo vệ để mà chúng ta tiến hành khai thác đảm bảo cái nguồn nước sạch trong cái vấn đề xử lý phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Để tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tiếp tục củng cố hoàn thiện tổ chức bộ máy chuyên môn quản lý nhà nước về tài nguyên nước từ cấp tỉnh đến cơ sở, tăng cường công tác thanh kiểm tra các hoạt động tài nguyên nước, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước. Theo đó, mỗi cá nhân, gia đình, tổ chức đều nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước thì sẽ mang lại kết quả tốt. Giải pháp bảo vệ nguồn nước đơn giản chính là hành động tiết kiệm, không lãng phí nước trong sinh hoạt hàng ngày. Trong sản xuất công nghiệp, nhất là những nhà máy sử dụng lượng nước lớn, nên áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn. Trong đó có chương trình kiểm soát lượng nước cung cấp tại nguồn trong quá trình sản xuất, vừa tiết kiệm được lượng nước sạch cung cấp đầu vào, vừa giảm thiểu được lượng nước thải ra gây ô nhiễm. Tại Việt Nam, chúng tôi tập trung vào các mục tiêu phát triển bền vững bằng việc thực hiện các dự án dành cho cộng đồng và sản xuất như dự án thưởng thức bia có trách nhiệm, dự án đa dạng, hòa nhập và phát triển, dự án năng lượng mặt trời, dự án nước. AB InBev luôn trân quý, gìn giữ nguồn nước sạch vì nước là thành phần quan trọng, chiếm tỷ lệ lớn trong sản phẩm của công ty. Đặc biệt là dự án nước, yêu nước sạch, hành động xanh là một chương trình phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thực hiện. Chúng tôi mong rằng từng nhân viên AB InBev hiểu rằng nước là nguồn tài nguyên thiết yếu và mọi người dân đều có quyền tiếp cận sử dụng nguồn nước sạch an toàn, không chỉ trong sản xuất mà còn trong sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, chất lượng nước tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương có thể kiểm soát chất lượng, nhưng có một số khu vực đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa là chưa thể kiểm soát hết được. Vấn đề xung đột nguồn nước đã và đang xảy ra nhiều nơi trên địa bàn tỉnh.
Chính vì thế, việc bảo vệ nguồn nước là nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, người dân và doanh nghiệp nên sử dụng nguồn nước cấp tập trung nếu khu vực đã có hệ thống cấp nước. Trường hợp khu vực chưa có hệ thống nước sạch, thì việc sử dụng nguồn nước dưới đất cần phải được xử lý để đảm bảo an toàn sức khỏe.